luật phong thần, bình đẳng tạo hóa con trần nữ nam. Kỳ ba mẹ luận đàm hội yên, tam thân ni mẫu lửa tiên nhân hiền. Ba là lỗ ân chờ quyền, để coi con đạo thành tiên bao người. Con sẽ thấy đương thời trước tiên, mẹ mong chân thành thật lòng tu, tình tâm phá dẹp mây mù mới không uổng phí công phu tháng ngày. Nếu muốn được làm thầy độ chúng, cần ra công khổ dụng tâm thiền, quan soi xét đi tam thiên, tâm tình khi sáng diệu huyền mới thông. Không cần phải dùng trong hình tướng, cần dùng lòng cao thượng nằm nằm. Cạo đầu để tóc chẳng cần, mặn chai do ở tiền căn mọi người. Kỳ ba mẹ về đời tiếp dần, kỳ ba bà tam thân hậu dương. Ba bà thị hiện mười phương, các con đừng chớ xem thường lẫn nhau. Vô lễ kinh biết đâu sám hối, tội vô tình phạm lỗi bề trên. Xem thường phải chịu bắt bên sát hồn, bao sự khổ dập dồn đưa đến. Tại lòng tô chẳng mến người, mẹ về xuống đi bút nhổ khuyên, các con cố giữ định yên tâm thành. Một kỳ chót khai ân cho trẻ, biết tu đừng sức mẹ một ngày. Thương nhau đồng đạo dựng gầy, giác diệu huynh để mỗi ngày tiến lên. Đừng gây phiền bốn bên cô bác, ở dưới ăn đừng mất lòng người. Có trên quyền diệu đất trời, kiến tam niên rồi xét soi từng giờ. Mẹ trụ chốn màn cơ cứu khổ, điện linh gia hộ mỗi phần. Mẹ hiền tạm dứt thi dần, ta tình già trẻ xa gần thân kinh. Vui kỳ hội long định thánh ni đức, mẹ trở về kinh ni thức kỳ ba. Con nào đàm đạo khai qua, lỗi lầm mau hứa thí tha kỳ này. Biết khổ thẹn đừng sai đừng phạm, ngăn ngừa tâm đừng động di đà. Diệt trừ ngũ quân nghiệp ma, thương con mẹ dạy thiết tha lời dạng. Mẹ hạ sang mở màn vô
chọn dẹp đường sạch lối con đi. Trở về có mẹ từ bi sẵn chờ đón trẻ vào thi hội trường. Chấm dứt đời hạ quân ngũ trượt, con hiếu hiền trường thọ phước niên. Gia đình chồng vợ bình yên, cháu con dâu rể ngoan hiền rạng danh. Học phải hành mới thành chân giác, công quả tròn thì đạt nào sai. Có tu có hưởng phước dài, có khổ có sướng mới hay diệu quyền. Chịu khó tu hưởng liền âm chất, việc thiện làm chẳng mất phước đâu. Nhân quả không trước thời sau, đủ duyên thì hiện mong cầu làm chi. Kỳ ba mẹ điểm thi con nào, biết quy y mẫu kính chân thành. Mẹ hiền phụ điện thầm thanh, chứng minh con trẻ đẹp giấc đời đời. Mẹ tạm dứt bao lời châu ngọc, mong các con tu học thành tài. Mẹ hồi diêu điện lầu tay, thiền rồng giáo cầm đó đây ta bàn. Chúng con nam nữ trẻ già vui ngày đại hội long qua tại miền. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Hoàng Hậu Chức Năng. Các con cúi đầu đảnh lễ năm mẹ hiền. Kim mộc thủy hỏa thổ kỳ ba mẹ độ. Các con sống ở dương trần, nhờ trên năm mẹ xây dần dưỡng nuôi. Cổ thiên quyền cho thời gian dân, các con nhờ mẹ xây dần. Ba tiền châu báu ăn cần mẹ lo. Ngày nay các trẻ cần đò, thánh tiên lắm tục nhờ đạo mẹ tiên. Cúi đầu con lại chúa tiền, quá sản kiền khi khắp miền đó đây. Các con có được đủ đầy, vàng thau bạc nén nhờ trên mẹ hiền. Mọc lên các vật khắp miền trần gian, cỏ cây khoai bắp lúa
trong mẹ lược là non mẹ hiền. Cha con mến đức mẹ tiên, cảnh không có nước con hiền sống chân. Nước đục mẹ lại long trọng, cho con đầy đủ ở trên dương trần. Đó là Nam Hải tứ hành, đứng ngoài biển cả cầm cành liễu chương. Cuối đầu con lại hướng nương, để sơn thánh mẫu mẹ thương con hiền. Mẹ sanh xuống y chương trần miền, nếu không có lửa con hiền sống chân. Mẹ hiền qua lửa đổ an con trần, kẻ con nhờ có mẫu thân dưỡng nuôi các trẻ khắp miền dân. Chúa tiên mẹ gian trần đàn, chẳng lo tất kỳ đất muôn ngàn không sai. Cha con cứ diệt cây chài, ấm đêm lo đổ nhờ trên mẹ hiền. Nơi đây tu hành Phật tiên, đất vàng bằng nhà mẹ tiên độ trần. Kẻ con sống ở dương trần, nhờ trên năm mẹ soi dần dưỡng nuôi. Đổ đầy phẩm vật cao ngôi, không lo tu niệm điều thói công dài. Trước mở khai dân lệnh Tây Đài mẹ xuống trần gian. Thương con như ngọc như vàng, chừng nào mẹ đỏ hết trần gian mẹ về. Ngày nay quỳ chữa Phật đài, lại cầu năm mẹ đổ con là kẻ dạy ân cần, cúi đầu lại mẹ ân cần mẹ tiên. Tới đây dứt nẻo điểm quyền tiên, cúi đầu lại mẹ thầy chở che con hiền. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô cực tiên tôn đại tiên tôn Pháp Đại Chứng Minh. Quý nhân xin chào quý vị Phật tử, quý linh tử, bà con cô bác gần xa đang xem trực tiếp live stream từ đạo tràng chùa Minh Duyên, tổ 10 thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0918 141 043. Chúc quý vị có một đêm vui tươi, tràn đầy hạnh phúc, dạng sự cát tường như ý nguyện. Quý vị, vừa rồi Nguyễn Nhẫn có giới thiệu về bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ phát hành nay mai từ đạo tràng chùa Minh Viên, sau thời gian live stream trực tiếp sự mến yêu của quý Phật tử gần xa. Hôm nay chúng tôi nhận được sự phát tâm của Võ Văn Long để thành tâm cùng chung an tâm. Phần 1 thì được sự phát tâm của Phật tử Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Phượng và sư cô Tịnh Hưng.
Phần hai là sự phát tâm của Phật tử tâm phúc pháp danh Nhượng Duyên cùng đạo tràng Phật tử chùa Minh Đức Khánh Hòa. Và phần ba là sự phát tâm của một số Phật tử gần xa. Hy vọng là đầy đủ duyên lành được sự trợ duyên của quý nam nữ Phật tử. Nguyện nhận sẽ ghi lại toàn bộ ba phần của bộ kinh Long Đình Phật Mẫu, xin gửi đến quý Phật tử bà con một món quà tinh thần làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Bộ kinh quý báu vô cùng, và thưa quý vị, đặc biệt chỉ có Minh Viên Nguyện Nhận mới có, để đem ra phát tâm ấn tống cho bà con. Chúng tôi dự kiến là bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ phát hành 3 đĩa CD, mỗi đĩa là 1 tiếng đồng hồ, 60 phút. Quý Phật tử mình không có duyên để phát tâm ủng hộ toàn bộ một phần thì chúng ta có thể hùng phước, và phần hùng phước này vào đĩa gốc, có nghĩa là khi quý vị đóng góp hùng phước vào cái đĩa sẽ được đọc tên tuổi trong đĩa CD, và vĩnh viễn về sau nếu ai phát tâm thì chỉ lấy đĩa đó sang ra chứ không có tên gắn vào trong đĩa được. Cho nên sự phát tâm ngay bây giờ rất là quan trọng để có tên có tuổi vào trong đĩa lưu truyền cho thế hệ mai sau. Thì ngay từ bây giờ chúng ta cùng nhau cùng chung phước báo để chúng ta ấn tống và nguyện nhận cố gắng thu lại toàn bộ ba phần kinh này trong bộ kinh Long Đình Phật Mẫu để dâng lên cúng dường các cung các cõi Phật Mẫu duy trì và cầu phước bảo an cho nam nữ Phật tử chúng ta vạn sự cát tường như ý nguyện. Mong rằng quý cô bác bà con Phật tử cùng nhau duy nhiên với Phật pháp. Kính kể duyên đời ít lời chung, nhớ trao người khác nên được nghe cùng, hồn chung ăn tâm còn duyên phước, pháp thi giống lành khen phiến dung. Mọi sự phát tâm quý vị gửi về Đại Đức Thích Nguyện Nhẫn mở ngoặc Nguyễn Thái Sơn đóng ngoặc chùa Minh Duyên tổ 10 thôn Phước Thành thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0918 141 043. Xin nhắc lại, mọi sự phát tâm xin gửi về Thích Nguyện Nhẫn mở ngoặc Nguyễn Thái Sơn đóng ngoặc chùa Minh Duyên tổ 10 thôn Phước Thành xã Tân Hòa thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0918 141 043. Chúc quý vị luôn vạn an. Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển mẫu hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Đó là bài kinh mở đầu của bộ kinh. Cả những bộ kinh được phát hành bởi đạo tràng chùa Minh Viên đều có tựa đề như vậy. Thưa quý vị, ấp ủ một thời gian rất là nhiều năm,
Trong 20 năm qua, thì Huệ Nhẫn đã cho phát hành bộ kinh khuyên đời tu niệm được 33 tập, cùng với một số kinh như là kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Vu Lan Thánh Hội, kinh Báo Hiếu. Thì trong hơn 20 năm qua, Huệ Nhẫn đã làm được một số kinh như vậy. Riêng với bộ kinh Long Đình Phật Mẫu, Huệ Nhẫn ấp ủ một thời gian rất là dài. Cũng mong là đến một thời cơ, một lúc nào đó để phát hành. Và trong cái mùa dịch bệnh, Huệ Nhẫn cũng đem ra tụng để cầu nguyện cho ba tánh chúng ta luôn an lành. Mùa dịch bệnh Covid năm rồi, năm 2021, hàng đêm Huệ Nhẫn đều đem ra tụng để cầu nguyện cho mọi người thoát cảnh bệnh dịch. Thì hôm nay được đầy đủ nhân duyên, Huệ Nhẫn muốn làm cho trọn vẹn. Huệ Nhẫn muốn là thu lại toàn bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này để ấn tống tặng cho quý Phật tử, để về lại gia đình nghe kinh, gieo duyên cùng Tam Bảo, gieo duyên cùng các cung các cõi. Bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ có 3 phần, phần 1, phần 2 và phần 3. Nếu đầy đủ duyên lành thì trong đây, từ đây cho đến cuối năm, chúng tôi sẽ cố gắng để cho phát hành ấn tống bộ kinh này, gửi đến quý nam nữ Phật tử, quý vị ân nhân như lời tri ân chúc phúc, như lời cầu nguyện bình an và đáp lại thăm ân của toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị ân nhân trong thời gian qua đã giúp đỡ mở rộng vòng tay đón chào Huệ Nhẫn cũng như đạo tràng chùa Minh Duyên và điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Để ghi tạc thăm ân đó, Huệ Nhẫn sẽ phát tâm ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu, hy vọng rằng sẽ được trao đến tay quý vị như món quà lập kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của mình, để gieo duyên cùng Tam Bảo, gieo duyên cùng Tam Tòa Thánh Mẫu và các cung các cõi. Cảm ơn rất nhiều những thỉnh tình quý mến của quý vị đã dành cho chúng tôi, và hy vọng toàn bộ quyển kinh này sẽ được đến tay quý vị một ngày gần nhất. Hiện nay chúng tôi nhận được sự trợ duyên và hứa khả. Phần 1 là do cô Nguyễn Thị Phượng, cô Nguyễn Thị Yến và sư cô Tịnh Hân đã phát tâm. Phần 2 do Phật tử Tâm Phúc, pháp danh là Nhụm Duyên, thuộc đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa. Và phần 3 hy vọng là chúng ta tiếp tục đóng góp để chúng tôi phát hành một số lượng lớn, để ai về tham dự đại lễ cúng bà, cúng chùa cuối năm cũng đều được nhận như là món quà khích lệ, để gieo duyên cùng Tam Bảo, gieo duyên cùng các cung các cõi, để cho người con mẹ, người học Phật hiểu thêm về giáo lý của đạo mẫu, và chúng ta làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của mình, như Đà Phật. Về với mẹ nguyện cầu với mẹ nguyện bế bồng cho trẻ vĩnh an, quyết tâm trở lại Tây Đàn Long Đình Phật Mẫu hộ người sang sống. Dù ngang trai trai ngang chẳng nể, thật lòng tu có mẹ cần kề, để con thoát cảnh trần hồng, cho con trở lại chương tòa mẹ vui. Con của mẹ trở về quê cũ, thật lòng tu mẹ cứu đêm.
long đền Phật mẫu giữa trời, gọi là pháp bảo cho người trần gian. Lũ kinh mẹ giữ dịch kho bao, thấy chúng sinh sắp cảnh nguy nan, kỳ ba mạc pháp dạy thời, quyết lòng cứu trẻ thoát đường quân ba. Long đình Phật mẫu mẹ cha, cứu đạt con dạy thoát xa ngục hình. Long đình Phật mẫu giữ gìn, kêu trong ba tánh dạy thời truyền trao. Hồn công y đức góp vào việc thi, ân tông kinh thi lễ hoàng nương. Nghe lời mẹ dạy tình thương, gắn cùng tu học tỏ chương trở về. Ai ơi tìm đến Long Đình, nghe lời mẹ dạy cho mình an vui. Nam mô Phật ngẫu ngôi cao, mẹ thương độ trẻ bước đi vào trường qua. Con của mẹ lập mọi công đức, thật lòng tu trở lại chiều đài. Mẹ chén tay bế tay bồng, cho đàn con giải trần hồng vui tươi. Lập công đức trở về với mẹ, dù đắng cay cam chịu một mình. Hôm nay chúng tôi nhận được sự quan tâm của Võ Văn Long để phụ hùng chung ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Quý nam nữ Phật tử, quý vị ân nhân, quý mạnh thường quân, ngay từ bây giờ nếu quý vị có lòng hùng ước ấn tống thì liên hệ với đạo tràng chùa Minh Viên quyền nhận của chúng tôi để chuẩn bị ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. A Di Đà Phật. Buổi tối chúc quý vị an lành. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở Di Đà Phật.